Xin chào tất cả các bạn. Như lúc nãy mình trong cái video mà đi hái ớt mình đã nói đấy, thì lát nữa mình sẽ dẫn các bạn đi chợ của một cái xã là xã Hòa Tâm Thắng các bạn nhá. Đây là chợ xã thôi chứ không phải là chợ huyện hoặc là thành phố nơi mình sinh sống đâu. Thì mình đi hái thuốc đây, xe mình vứt đây, mình sẽ mời các bạn đi vào xem cái chợ xã nó như thế nào các bạn nhá. Đó, đây là quốc lộ 14 các bạn, đây là con đường đi về phía mình đi phố. Còn đây là con đường đi ra Nghĩa rồi là Sài Gòn các bạn ạ. Khu này cũng khá là tấp nập vì ngay ở trung tâm xã Tâm Thắng các bạn nhá. Xin lên một xí là có khu công nghiệp ngày trước mình học lái xe ở đó đấy. Đây các bạn, quang cảnh thì mình gửi xe ở đây, mình để xe ở đây chứ cũng không, mình cũng không thấy có ai trông xe hết. Thì mình sẽ để đây, nhưng khung cảnh ngoài rất là đẹp và các bạn, bên đường đi rất là đẹp luôn này. Thì mình mời các bạn vào trong này đi chợ cùng với mình nhá. Xem chợ xã Tâm Thắng nó như thế nào các bạn nha. Mặt hàng nó có đa dạng không, giống như chợ phố hay là chợ huyện không các bạn nhá. Rồi chúng ta vào nào. Đây. Ê, mời các bạn vào. Mình sẽ đi chợ, bây giờ mình sẽ đi tìm mua cái gì trước đây, mặt hàng nông sản trước nhá. Hôm nay mình sẽ đi chợ chiêu đái vợ con. Đây, khung cảnh ở ngoài thì buôn bán đồ ăn này, các loại rất là nhiều. Đây các bạn ạ. Mình sẽ đi thẳng lại hàng rau xem thế nào. Đây có chợ xá thì nó không như chợ thành phố trên mình ở đâu, thì nó cũng rất là ít mặt hàng các bạn nhá. Chợ đây thì nó cũng buôn bán ít mặt hàng lắm, nhưng mà hôm nay mình muốn dẫn các bạn đi vào đấy xem chợ trong này nó như thế nào. Dạ. Đây, bây giờ mình sẽ đi mua giềng xá để về chế biến một cái món ăn nhá. Cho em ít giềng, ít xá. Ít thôi chị, em nấu chân giò ấy. Chợ này thì chưa tấp nập nhiều các bạn ạ, vẫn đang còn những không gian rộng trống rất là nhiều luôn. Tại vì đây là chợ xá mà. Đây hàng cá các bạn này. Wow, có mấy con cá chép to chưa các bạn? Chắc là chép nuôi. Wow, một con cá bị da kìa. Đây, hàng thịt đây các bạn. Quang cảnh chợ thì khá là sạch sẽ, nhưng đây là chợ xá thì các bạn nhá, nên rất là ít người. Tại vì đây là chợ xá chứ không giống như chợ huyện hoặc là chợ thành phố đâu. Thì hôm nay mình muốn đưa các bạn đi vào cái chợ này để xem cuộc sống ở thôn quê ở xã Tâm Thắng nó như thế nào. Đây các bạn ơi, mình mua giềng xá xong này. Chỗ nào bán mè chị hình? Ờ, cái này có bán thịt chó mình. À dạ. Cái mè mắm tôm đâu? Mắm tôm. À dạ dạ. Đó, mình mới đi chợ này lần đầu nên phải đi hỏi các bạn ạ. Ô, con cá chê nè. Wow. To thế. Đây là hàng cá đấy các bạn. Cá chê rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ đi hỏi mua mì giềng xá xong đi mua cái chân giò nhá. Hôm nay mình sẽ chiêu đáo vợ con món chân giò giá cày đi. Dạ. Có bán mắm tôm không cô ơi? Chị có bán mắm tôm không? Không hả? Để đi hỏi chân giò trước đi, lát nữa thì sẽ đi tìm giềng xá. Cho con một cái chân giò bán sao đi cô? Khoảng 3 người ăn. Cái này đi. Cái này to rồi. Bé này, này to. Cái này to hơn nhưng mà khoảng 3 người thôi con. Cô cần cái này xem mấy ký con. Quay hơn 2 ký. Cho bạn phải luôn. Hơn 2 ký. Cái này là bao nhiêu tiền đi cô? Cái này là 165. 165.000. Này là hơn 2 ký các bạn nhá, cho mua cái này đi. Cô có thui không? Thui cho cháu luôn đi. Nhờ cô thui luôn các bạn nhá, chứ về mình lát là mình phải đi làm nữa cơ.
nên là mình không có thời gian thui, mình sẽ nhờ cô thui luôn. Còn nếu như mà thui được bằng rơm thì nó sẽ ngon đi rất là nhiều luôn. Nhưng mà không có thời gian thì mình sẽ nhờ cô thui luôn các bạn nha. Bây giờ mà nhờ cô thui xong rồi mình sẽ đi mua giềng, mua mắm tôm mẻ để cái này đây. Bây giờ đi hỏi thăm đã. À, chúng ta lượn ra đây sẽ đi hỏi thăm các bạn nhá. À, chân giò thì là trong lúc chờ họ thui thì mình sẽ đi lượn mua ít mắm tôm. À, nghe mấy chị nói là phải đi vòng là con đường bên kia thì mới có mè các bạn nhá, thì lát nữa mình sẽ đi mua mè và mắm tôm sau. Tại vì lần đầu tiên mình đi đi chợ ở xã Tâm Thắng nên là mình cũng không biết là nó như thế nào. Thì lát nữa mình sẽ đi sang nó mua mè riêng, còn bây giờ mình đi vào đây trả tiền cái chân giò đã. Đây cô mang chân giò đi thui đây. Dạ lát nữa cháu đi, lát nữa lấy xe để chạy vòng lên đó luôn. Đây là chợ xã nên cũng không tấp nập bằng chợ huyện hoặc là chợ phố nơi mình sinh sống đâu các bạn. Cũng cứ lớt thớt người và hàng hóa nó cũng không được nhiều các bạn nhá. Đó, mình muốn chia sẻ cái cuộc sống của mình nơi đây thôi. Thì từ mình xuống đây cũng mấy cây số đấy. Sáng nay mình đi hái thuốc rồi mình có làm video đó. Thì mình sẵn thế mình ghé vào đây mình mua luôn. À, có bà đồng bào đội cùi đi bán hàng đấy các bạn này. Ở trong Tây Nguyên thì những người dân tộc ED rất là nhiều. Tùng này cũng người dân tộc phía Bắc cư vào đây cũng rất là khá là đông, rất nhiều các bạn ạ. Đây chị đang thui giò, chân giò cho mình đây. Thui bằng khò thì không ngon mà thui bằng rơm, nhưng mà thôi cho nó nhanh với lại nó để lát nữa mình về mình còn đi làm nữa. Chính vì vậy là mình thui luôn. Chị cười lên coi nào. Đây là cái máy xay thịt các bạn này. Đây máy xay thịt đây. Đi vào chợ là cái gì cũng muốn mua các bạn này. Rất là nhộn nhịp đông vui luôn. Những cái chợ này ngày lễ ngày Tết đấy, hoặc là đúng là ngày lễ ngày Tết thì đông lắm. Ở đây là những ngày bình thường mà là chợ xá nữa. Con chợ này nằm ngay quốc lộ 14 luôn. Chợ này mới xây dựng các bạn ạ, ngày trước nó là cũng nằm ở khu đất này. Nhưng mà nó nhỏ hơn. À theo chị vừa mới chia sẻ đó là chợ này là khi mà công nhân đi làm về tan ca ấy, là họ đi chợ rất là nhiều luôn. Đấy nhìn đẹp không các bạn, sắp xong rồi đấy. Này về nữa là chế biến là xong thôi. Lát nó có thể là mình đi làm về sớm mình sẽ nấu hoặc là để vợ nấu. Tùy thuộc vào công việc của mình được các bạn nhá. Này có cá chim trắng này các bạn này. Cá đang còn ngáp là cá này chín lên ăn ngon lắm. Đó là hàng rau có, mình sẽ đi mua mấy bó rau ngót các bạn nha. Đúng rồi. Mấy bó rau ngót về nấu canh thịt. Cho em hai bó rau ngót đi chị. Có hai bó rau ngót. Bao nhiêu tiền một bó đây? 10.000 bốn bó chứ. Có được không? Được thì lấy luôn. mình đi chợ trả giá các bạn ơi. mình đi chợ hôm nay đi trả giá này. 10.000 nè, 10.000 bốn bó luôn. Rồi cảm ơn chị. Về bỏ tủ lạnh ăn dần các bạn ạ. Tút xong rồi bỏ tủ bóng tủ lạnh ăn dần. Có lần mình mua cả chục bó luôn đấy. Mình mà gặp giá rẻ là mình mua nhiều lắm. Rau ngót này ăn rất là ngon, nhiều sắt các bạn, rất là bổ máu. Cô cho hết bao nhiêu tiền này cô ơi?
Chết rồi, vợ có cho con 100 ngàn này đi chợ thế này. Vợ cho 100 ngàn đi chợ thì chết không. 160 thôi. Không cho 65 ngàn thì không đủ tiền. Đây đó. Đúng 165. 165 luôn à? Thôi ấy cho. Thôi cho chứ còn mà. Tại vì cái tiền này là phải. Cháu đi chợ chỗ nào phú người ta lúc nào cũng cho cháu đấy. Cho đấy chứ mà họ lấy dư lên đi còn đây thì lại không. Không, cháu đi chợ Hòa Phú quen rồi mà hôm nay mới đi chợ đây đấy. mình à thế để vậy cho em được. Dạ đúng rồi, định nhờ chị chặt luôn nhưng mà thôi về để mình rửa luôn các bạn ạ. Bây giờ mình rửa sạch đây rồi mình sẽ làm. Rồi em cảm ơn chị. Rồi xong rồi các bạn nhá, bây giờ mình sẽ đi mua giềng mắm tôm xá, à xá với lại giềng đây rồi, mắm tôm mẻ. Bây giờ lại phải vòng sang bên kia các bạn ạ. Đây, bây giờ ta tiếp tục quay rồi. Hết tiền vợ đánh về vợ đánh rồi các bạn ơi. Giờ đi các bạn nha. Chợ này vắng vẻ. Khẩu trang đồ các kiểu các bạn này. Đó, bây giờ mình sẽ đi mua mắm tôm với mẻ nhá. Đây con xe của mình đã rồi. Về còn bệnh nhân nữa kìa, bệnh nhân đang lên lấy thuốc mà chưa làm xong cho họ cơ. Rồi mình sẽ đặt máy xuống mình đi mua mẻ nào. Rồi đi các bạn nhá, đi tìm mua mẻ. Wow, wow. Hơn 8 giờ rồi các bạn ạ, mình chưa đi làm được này. À, ngày trước chợ nó họp trên con đường này các bạn này. Đây mình sẽ đi hỏi thăm trong ngày. Cô ơi chỗ nào bán mẻ cô? À cô bán mẻ hả? Cho cháu 2 ngàn đi được không nhỉ? Hết rồi hả? 3 ngàn đi. Ừ lấy cho anh với nhá. Mắm tôm mua ở đâu cô? Mắm tôm luôn em nhá. Đây cô. Xong em chạy vào may quá. Hết thì toi. Tết lại phải chờ vào chợ Hòa Phú các bạn ạ. À, mệt lắm.